Trước tiên em xin kính chào toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên tham dự cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là nhà thi và đến từ tri đoàn công nghệ thông tin K7. Bây giờ em xin thay mặt lớp mình nói về một ý tưởng về một bảo vệ môi trường và tái chế rất thải nhựa. Tên của ý tưởng của bọn em đó là chế tạo máy thu mua chai nhựa tự động. Và để bắt đầu về phần ý tưởng của bọn em thì đầu tiên em sẽ nói về mục đích và quá trình phát triển ra ý tưởng của bọn em. Mục đích đầu tiên của bọn em đó là về thực trạng rác thải nhựa của Việt Nam hiện nay. Theo thống kê tổ chức IPSOS, một tổ chức quản lý môi trường có tiếng tại Pháp, thì hàng năm Việt Nam nước ta thải ra môi trường 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, và trong đó chỉ có 27% rác thải nhựa đó là được tái chế. Và với số lượng khổng lồ rác thải nhựa đó thì chúng ta đạt một cột mốc rất là không vui vẻ mấy, đó là top 4 nước có lượng rác thải nhựa thải ra môi trường trong thế giới. Và 63% rác thải nhựa không được tái chế thì đi đâu? Dạ, nó sẽ không được tái chế một cách đúng đắn, mà nó sẽ phần lớn được chôn dưới đất hoặc là thải ra môi trường biển. Và điều này rất là hại cho môi trường và cuộc sống của chúng ta, vì các sản phẩm từ nhựa cần rất là nhiều thời gian để tái chế. Ví dụ như là về cái chai này thì nó cần trung bình là từ 450 năm đến 500 năm để có thể phân hủy. Điều đó gây ra các thiệt hại rất lớn cho môi trường sống của chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra các tác hại của việc tăng lượng rác thải, như là các đống rác này chúng ta, nhưng mà điều chúng ta có thể nhận ra cái đó, hoặc là kiểu vì bóng bay lung tung trên trời này luôn. Một vấn đề đáng quan ngại hơn đó là việc rác thải làm cho ô nhiễm môi trường nước và sự sống trên hành tinh của chúng ta. Người ta đã tính toán được đến năm 2050 thì khối lượng rác thải nhựa ở trên biển sẽ bằng với khối lượng cá ở trên toàn bộ đại dương. Nhận thấy cái mức nguy hại của việc rác thải nhựa này thì bọn em đã hướng tới một ý tưởng về việc bảo vệ môi trường và tái chế rác thải. Và đối tượng của bọn em đó là tái chế lại những chai nhựa và lon nước ngọt đã qua sử dụng. Và về lý do thứ hai đó là sự tiện lợi. Vì sao là sự tiện lợi ạ? Và tất nhiên là tiện lợi đây có nghĩa là sự tiện lợi của đồ nhựa làm cho con người chúng ta sử dụng nó quá nhiều và làm cho đồ nhựa tăng lên hàng ngày. Vậy bọn em mới đặt ra câu hỏi, đồ nhựa tiện lợi như vậy, tại sao chúng ta không làm cho việc tái chế và thu gom rác thải nhựa cũng tiện lợi như vậy? Làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cho ý thức của con người cao hơn. Vì thực ra thì họ sử dụng rác thải nhựa bừa bộn thì cũng là vì họ thấy không có tiện lợi cho việc có thể thu gom và tái chế nó, làm cho họ có thể vứt đi bừa bộn. Chúng ta nếu mà chúng ta làm cho họ cảm thấy tiện lợi trong việc tái chế thì sẽ làm cho ý thức họ tăng lên và làm cho môi trường chúng ta ngày càng sạch đẹp hơn. Cùng với đó thì bọn em có một ý tưởng từ một cây bán hàng di động. Vì sao có cây bán hàng di động mà chúng ta lại không thể có một cây thu mua rác thải tự động ạ? Dạ, kết hợp những ý tưởng đó thì chúng em đã cho ra một sản phẩm gọi là máy thu mua chai nhựa tự động. Đây là một cái máy, theo ý tưởng của bọn em là nó sẽ thu mua các chai nhựa và trả ra cho những người dùng những cái phần thưởng nào đó. Thiết kế của nó thì sẽ giống như là một chai bán hàng bình thường thôi, nhưng mà điểm khác biệt của nó đó là họ không nhận tiền hoặc là đồng xu và trả về cái chai nhựa và các hàng hóa khác, mà cái máy này sẽ nhận chai nhựa hoặc là lon nước ngọt đã qua sử dụng và trả lại cho người bán những sản phẩm hữu ích khác, những món quà tặng nào đó. Mấy cái chai nhựa và lon sau khi đưa vào máy sẽ được ép lại và sẽ được liên hệ với các công ty xử lý rác thải và quản lý trường sẽ thu thập lại. Còn những cái vật dụng này để làm gì ạ? Dạ, nó để khuyến khích người dân về việc bảo vệ môi trường và để rác đúng nơi quy định.
Những phần thưởng này có thể là các phiếu tiết kiệm hoặc là các đồng xu. Khi mà đủ điểm tích thì họ có thể dùng cái đó để mua cái sản phẩm mới hoặc là đem ra đổi trong cái chương trình khuyến mãi. Hoạt động của nó giống như là mình làm được một việc tốt thì mình sẽ nhận được giải thưởng. Đó là sẽ khuyến khích người dân, khuyến khích mọi người có cái nhìn tích cực hơn về việc thu gom và phân loại rác thải nhựa. Và về mục về lợi ích khi mà cái máy này đi vào hoạt động, lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất đó chính là khi mà cái cây này được phổ biến thì lượng rác thải nhựa, các chai nhựa sau khi sử dụng thì sẽ giảm đi rõ rệt. Điều đó là chắc chắn. Điều thứ hai, khi mà tặng cho người dân được sự vui thích, tặng cho họ phần thưởng cho họ là việc tốt, thì điều đó từ từ sẽ làm cho họ thấy yêu thích việc bảo vệ môi trường, từ từ cũng làm cho họ hình thành thói quen và tự giác bảo vệ môi trường. Kết lại thì dù cho ý tưởng của em có trở thành hiện thực hay không, thì việc bảo vệ môi trường, chung tay bảo vệ môi trường vẫn là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Và em muốn nói là mỗi người đều có thể góp phần làm cho thế giới này xanh, sạch và đẹp hơn. Và em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì sau đây mình sẽ đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi cuối cùng.